tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, sáng ngày 13 tháng 2, đoàn công tác cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam xuất phát từ sân bay Nội Bài Hà Nội đã đến sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, đoàn sẽ bay tới thành phố Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, cách Istanbul khoảng 1.100 km. Dự kiến khi đến thành phố Hatay, đoàn sẽ nhanh chóng phối hợp với lực lượng cứu nạn quốc tế khác, thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn dưới đống đổ nát, các tòa nhà bị sập, cũng như cung cấp hỗ trợ y tế cho các nạn nhân động đất. Trước đó, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định cử lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm 76 quân nhân, trong đó đội quân y thuộc Tổng cục Hậu cần có quân số 30 người, đội công binh cứu sập thuộc binh chủng công binh gồm 30 người, đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ đội Biên phòng có 9 người và 6 chó nghiệp vụ, bộ phận chỉ huy và cơ quan gồm 7 người. Tổng chỉ huy lực lượng là Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.